chào, mình là Mila và thuốc cân ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Tớ có chuyện phải đi rồi, Morpho. Nhưng chuyện này phải giữ bí mật nên cậu không được đi. Morpho đi nữa? Không, Morpho không được đâu. Bye bye, Morpho. Chuyện gì vậy Morpho? Ba có biết Mila đi đâu không? Ba không biết, xin lỗi Morpho. Mila, có chuyện gì vậy Morpho? Có Mila ở đây không? Không, xin lỗi, hôm nay mình chưa gặp Mila. Không có ở đây. Mila có ở đây không? Không, Morpho, Mila không có ở đây. Không, Morpho. Mila đâu? Morpho khóc à? Đừng khóc mà. Thôi nào Morpho, ta có chắc là Mila đang đợi ở nhà đó. Mà Morpho, cháu chưa ra sau vườn kiểm tra mà. Bất ngờ không? Mila, chúc mừng sinh nhật Morpho. Giờ thì mở quà nào. Công lý thì không ngủ, nhưng các em nhỏ thì phải ngủ từ 9 giờ đến 7 giờ đó. Ngay khi đánh răng xong là lúc chống tội phạm